thần tài tới muộn, năm con giáp càng già càng giàu, tiền vàng chất cao như núi. Điềm báo tử vi cho thấy đây là những con giáp càng già càng giàu, hậu vận cực kỳ tốt, nhờ biết cách tích lũy tiền bạc, chẳng lúc nào phải lo túng thiếu. Với sự phù hộ của thần tài, các con giáp có tên dưới đây cũng có thể tận dụng các cơ hội mới để đưa ra những quyết định đúng đắn trong công chuyện đầu tư kinh doanh, giúp cho họ đạt được những lợi nhuận cao hơn và trở nên giàu có hơn. Theo quan niệm dân gian, có một số con giáp được cho là càng già càng giàu bởi vì họ được xem là những người sở hữu những cái phẩm chất, những cái kỹ năng giúp họ có thể đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Những con giáp này thường có tính cách can đảm, thẳng thắn và quyết đoán. Họ có cái khả năng quản lý tài chính tốt và biết cách đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong công việc cũng như là đầu tư kinh doanh. Với những phẩm chất này, họ thường dễ đạt được những cái thành công trong sự nghiệp và tích lũy được cái khối tài sản lớn theo thời gian. Tuy nhiên, để trở thành một người giàu có thì không chỉ đơn thuần là sở hữu những phẩm chất và kỹ năng kinh doanh, mà còn phải dựa vào cái sự chăm chỉ, kiên trì và khéo léo trong quản lý tài chính. Những con giáp này thường có tâm huyết và cái sự cống hiến trong công việc. Họ luôn đặt mục tiêu và kế hoạch rõ ràng để đạt được những thành công lớn lao hơn. Xin mời những con giáp có tên dưới đây cùng hoan hỉ nhận lộc. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên càng già càng giàu đó chính là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý thì kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Câu này có lẽ chính là cái lời nói về cái tư tưởng về tiền bạc của những người tuổi Tý. Con giáp này đa phần đều là những người coi trọng tiền bạc, có thể nói là cuồng kiếm tiền. Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được cái việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính sao cho thật là tốt, không tới mức tiền là lẽ sống. Nhưng với những người tuổi Tý thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được. Con người ta trong cuộc sống có lúc may lúc rủi, nhưng bản mệnh luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cái cảnh là cháy túi, tiền bạc chẳng có mà tiêu. Theo tử vi học phương Đông cho thấy, con giáp này cực kỳ có khiếu trong chuyện đầu tư kinh doanh. Những bỡ ngỡ ban đầu sẽ dần được thay thế bởi sự lão luyện. Càng làm càng mạnh, làm ăn thì tấn tới, chứ hiếm có khi nào mà thua lỗ. Có thể nhiều người không biết, nhưng mà thực sự thì những người tuổi Tý còn có cái sở thích là tích lũy tiền vàng đá quý hay là những vật dụng có giá trị. Cứ có tiền bạc dư giả là bản mệnh lại mua sắm thêm, tích trữ thêm vào cái kho báu của mình. Chẳng thế mà cho tới lúc tuổi già, số tài sản của con giáp sở giữ tiền này nắm giữ trong tay không hề ít chút nào. Nếu không muốn nói là gì, có một khoản tiền cực kỳ khổng lồ. Tiền bạc tích góp bao nhiêu năm thì cũng cần phải hưởng thụ. Vậy nên những người tuổi Tý hãy lên cho mình những cái kế hoạch cho những chuyến du lịch để tận hưởng cuộc sống tuổi già các bạn nhé. Đó là con giáp càng già càng giàu đầu tiên. Con giáp càng già càng giàu thứ hai bị thần tài bỏ quên đó là những người tuổi Dậu. Trong tử vi học phương Đông có nói tuổi Dậu vốn là những con giáp được thần tài ưu ái, nên là cho dù bản thân không giỏi cái chuyện kiếm tiền hay là giữ tiền thì con giáp này vẫn luôn có tiền bạc trong tay nhờ có công việc làm ăn cực kỳ ổn định. Lý do để những chú gà trở thành những con giáp càng già càng giàu có lẽ là do bản mệnh nuôi dạy con cái quá thành công. Dù là sinh con trai hay là con gái thì những gia chủ tuổi Dậu đều dễ dàng trở thành bạn bè của chúng. Bản mệnh là những người khá hướng ngoại, thích cái sự hiện đại và hay cập nhật những xu hướng theo thời đại, nên sẽ rút ngắn được cái khoảng cách giữa thế hệ cha mẹ và con cái. Bản mệnh dành nhiều thời gian cho con, không chỉ dạy dỗ mà còn hướng dẫn dìu dắt con đi đúng đường, đúng hướng, phát triển cái năng lực phù hợp với cái tư chất của con mình. Người ta nói con cái là của để dành, nuôi dạy con tốt như thế, đa phần con cái cũng sẽ là những người thành đạt, lại thêm cái quan hệ thân thiết với cha mẹ, nên những năm tháng tuổi già, những gia chủ tuổi Dậu ấy thì hoàn toàn có thể an dưỡng tuổi già, mọi thứ con cái có thể lo liệu, kể cả chuyện tiền bạc. Đó là con giáp thứ hai. Tiếp theo con giáp thứ ba càng già càng giàu đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Thì đây là những mẫu người kiếm được những khoản tiền to chứ không phải đi nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ. Tuổi Thân thời trai trẻ thường khá là bốc đồng, làm gì cũng nóng nảy bột trục nên khó thành được đại sự. Dù là khởi nghiệp hay là làm công ăn lương ấy,
thì con giáp này thời trẻ cũng chịu nhiều cái cay đắng và thiệt thòi vì những cái thiếu sót của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, tuổi tác cứ tăng dần lên, con giáp này cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, bình ổn hơn, học được cách giữ bình tĩnh, sáng suốt, cho dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm mà con giáp này lượm nhặt được sau mỗi lần thất bại cũng coi như đủ để dùng, áp dụng được vào cái thực tế sau này. Thất bại đúng là mẹ thành công các bạn ạ. Bản mệnh càng về già thì càng dễ thành công rực rỡ, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo về nhà, tiêu bảy đời không hết. Đó là những người tuổi Thân, con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp thứ 4 càng già càng giàu, đó chính là những người tuổi Sửu. Thời trẻ vốn dĩ tuổi Sửu không được trầm tính như mọi người vẫn nghĩ. Bản mệnh thường là khá cố chấp, cứng đầu, kiên quyết và bảo vệ cái ý kiến của mình dù mọi người khác có cảm thế nào đi chăng nữa. Chính vì cái lý do này mà các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Sửu đều không được thuận lợi cho lắm, ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc phát triển về cái sự nghiệp sau này. Có thể nói, cái thời điểm còn trẻ thì con giáp này cố chấp thì sẽ phải trả giá bằng nhiều cái vấp váp, bằng nhiều cái sai lầm nghiêm trọng trong cuộc sống và trong công việc, vì họ chưa hề ý thức được những cái điều mà bản thân đang thiếu sót và cần phải sửa chữa. Nói chung, cái tuổi trẻ thì ai cũng mắc phải những cái sai lầm. Song khác với đa số những con giáp khác, bản chất của những người tuổi Sửu là những người ngay thẳng, lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ngay cả khi có những cái ý kiến trái chiều thì những gia chủ tuổi Sửu vẫn luôn giữ vững cái quan điểm về cái việc làm của mình làm sao cho đúng. Nhờ thế mà họ tích được khá nhiều cái phúc đức và tiền bạc. Cũng chính nhờ thế nên bắt đầu từ khi bước vào cái tuổi trung niên thì con giáp này bắt đầu nhận ra được cái phúc báo về cho mình. Dù là trong công việc hay là trong cuộc sống thì đều có những cái tín hiệu khá là đáng mừng, khá là khả quan. Vận trình cải thiện theo chiều hướng tích cực và vô cùng là có ý nghĩa. Ai cũng trầm trồ và ngạc nhiên khi mà những gia chủ tuổi Sửu làm gì cũng được thuận lợi và hay thông hơn hẳn những con giáp khác. Cứ như thế, thời gian trôi qua, cái khối tài sản của những gia chủ tuổi Sửu ngày càng được tích lũy nhiều hơn, ngày càng nhiều lên. Tới tuổi hoa niên ấy, thì tài lộc chắc chắn sẽ không bao giờ là cái điều mà những người tuổi Sửu phải quá là lo lắng. Đó là con giáp may mắn thứ 4, càng già càng giàu. Tiếp theo, con giáp càng già càng giàu thứ 5, đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Thì trời sinh những người tuổi Ngọ vốn là những người có tính tình thoải mái. Con giáp này thích những cái mạo hiểm, thích thử thách và làm những cái việc mà người khác không dám làm. Điều này có thể bị đánh giá là với cái quan điểm là bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Thời trẻ cũng vì cái sở thích này mà những người tuổi Ngọ phải trải qua không ít lần thất bại và nhận bao cay đắng về mình. Nhưng cũng cần phải nói thêm, những người tuổi Ngọ vốn là những người mà không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì những cái thất bại. Sau những lần rèn luyện đau thương ấy thì bản mệnh như được đúc rút thêm được một cái tấm áo bằng giáp, bằng đồng ấy, để sau này thêm mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, dần dần sẽ loại bỏ được những điểm yếu của mình. Bản mệnh vốn là những người mà có tài thực sự nên đây không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Dám chấp nhận thử thách, chấp nhận thất bại, chấp nhận nén đau thương, đứng lên để bước tiếp đi đến thành công. Những người tuổi Ngọ xứng đáng nhận được những cái gì mà mình có ở tuổi trung niên. Tới tuổi trung niên, nhờ quen biết thêm nhiều quý nhân và được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong công việc, cùng kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ xã giao tích lũy trong bao năm qua, mà những người tuổi Ngọ có thể gây dựng được cái sự nghiệp lẫy lừng. Với những gì mà có trong tay ấy, thì không lạ gì mà tiền bạc đổ về với những con giáp này ào đổ về túi ngày càng rộng, và tiền bạc thì cứ ùn ùn đổ về nhà không lúc nào ngơi. Đã có những cái bài học từ thất bại từ thời trai trẻ nên những gia chủ tuổi Ngọ sẽ cũng hạn chế được cái phần nào những cái sai sót không đáng có, tiết kiệm được bao nhiêu cái tiền bạc và công sức khỏi việc đi đường lòng vòng như những con giáp khác. Cứ theo đà đó, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ trở thành con giáp càng già càng giàu, hậu vận cực phát. Số tài sản mà các bạn tích góp được, tích lũy được thì thoải mái cho các bạn làm những điều mình thích, tiêu pha đến mấy đời chưa chắc đã hết. Đó là những người tuổi Ngọ, con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp càng già càng giàu. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.